Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái dự án có tên là Spider. Thì cái dự án này thì cũng không phải là mới, và từ cái dự án này thì cũng đã là mình đã tiếp cận đến cái dự án này thì cách đây độ khoảng tầm 2 tháng rồi, và bây giờ thì mình mới tìm hiểu kỹ và cách chơi cũng như là cách tham gia của cái dự án này thì mình chia sẻ đến cho các bạn tham gia. Thì ở đây thì chúng ta đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ nhận ngay về ví cho chúng ta là 10 cái đồng USDT, và ngoài ra thì các bạn sẽ nhận được miễn phí là 20.000 cái đồng SRC. Đây là cái đồng token chính của dự án, và theo cái lộ trình chính thức của dự án Spider ấy, thì cái đồng SRC này sẽ được chính thức được mở khóa và swap vào tháng 5 năm 2024. Đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ swap từ cái đồng SRC này sang cái đồng USDT, và sau đó thì chúng ta sẽ rút về ví hoặc là sàn của chúng ta. Ở đây thì 10 cái đồng USDT là dự án hỗ trợ cho chúng ta. Các bạn hoàn toàn không thể rút được cái đồng 10 USDT này. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Và 10 cái đồng USDT này dự án hỗ trợ cho chúng ta trong cái trường hợp là chúng ta gửi cam kết, tức là giao dịch định lượng AI ấy các bạn, thì các bạn sẽ là nạp thêm 10 đô vào đây, cộng với cái 10 đô của họ là 20 đô, thì chúng ta sẽ đủ cái min giao dịch định lượng. Thì ở cái này thì là mình sẽ là giới thiệu với các bạn ở cái phần sau. Còn đây là trang Twitter chính thức của dự án nhé, Spider. Thì hiện tại đã có tích xanh, và hiện tại thì cái dự án đã tham gia vào tháng 6 năm 2023, và 3 người đang theo dõi và 689 người theo dõi vào cái dự án này. Ở đây thì có rất là nhiều các cái thông tin, thì các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin ở trên trang cái trang Twitter của họ, sàn giao dịch SRC lấy USDT mở cửa trong thời gian có hạn, và để biết chi tiết thì vui lòng tham gia vào cộng đồng. Thì các bạn có thể kích vào đây, chúng ta tham gia vào cái cộng đồng của nhóm Telegram của dự án đó, thì các bạn kích vào đây này, và ở đây thì nó sẽ có cái bài hướng dẫn chi tiết cụ thể cách ăn chia cũng như là cái cách để mà chúng ta kiếm tiền ở trên cái nền tảng này. Thì mình sẽ copy cái phần này mình chia sẻ đến cho đây, mình sẽ dịch sang phần tiếng Việt để chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái dự án này, để cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về dự án, để chúng ta có nên là tham gia vào cái dự án này hay không. Quy trình và quy tắc đặt cược SRC Exchange AI phải hoàn tất xác minh KYC trước khi trao đổi, tức là chúng ta đăng ký tài khoản xong rồi chúng ta phải là xác minh cái tài khoản, thì tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là xác minh cái phần này. Chỉ có thể sử dụng một xác minh KYC cho mỗi tài liệu nhận dạng chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Để mở khóa SRC, người dùng cần phải thực hiện AI stack key để nhận USDT và SRC, và sẽ được phát hành mỗi tuần một lần. Ví dụ các bạn gửi 100 USDT thì thu nhập hàng ngày của giao dịch AI sẽ được cố định ở mức 0.6%, thu nhập hàng ngày là 0.6 đô, và tổng thu nhập trong 7 ngày là 4,2 USDT. Đây, cái lãi suất của nó cực kỳ là thấp các bạn nhé. Và ngoài ra thì các bạn sẽ gửi 100 USDT thì các bạn sẽ được lãi cái đồng lãi bằng cái đồng USDT. Ngoài ra thì các bạn sẽ được mở khóa cái đồng SRC, có thể được lấy 3,5% tiền gốc giao dịch AI mỗi tuần. Nghĩa là cái số tiền trao đổi là 3,5 USDT, và giá trị thưởng giá thị trường của SRC là 0.0125 đô. Vì vậy thì số lượng SRC sẽ được trao đổi bằng tuần này là 280, tương đương với 280 nhân với cái giá là 0.0125. Đó thì bằng ra 3,25 đô các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ được mở khóa 285,80 đồng. Và công thức lợi nhuận thì ở đây cách tính như vậy. Thì các bạn có thể nghiên cứu về cái phần công thức này. Hạn chót cho đợt airdrop SRC đầu tiên là ngày 31 tháng 12 năm 2023, và thời gian mở khóa và đổi SRC đợt 1 là ngày 31 tháng 3 năm 2024. Cho đến tháng 4 năm 2023 thì SRC sẽ chính thức ra mắt trên các sàn giao dịch chính thống lớn, và vào tháng 5 năm 2024 thì SRC sẽ được áp dụng cho các sàn giao dịch trò chơi thị trường phi tập trung, và vào tháng 5 năm 2024 thì tổng đồng tiền trao đổi giao dịch AI sẽ sử dụng hoàn toàn SRC để thay thế cho USDT. Vào tháng 5 năm 2024 thì cũng là SRC sẽ triển khai đợt airdrop thứ hai, và đợt airdrop thứ hai sẽ được mở theo các cách sau. Việc airdrop thứ cấp 1 trên 1 tỷ lệ 1:1 sẽ được thực hiện
dựa trên số lượng tích lũy mà người dùng SRC đã mở khóa trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Số lượng đã mở khóa tích lũy sẽ được tương ứng với sẽ được ứng dụng Spider tính và xác minh bằng dữ liệu giao dịch chôn SRC thu được từ đợt iZOP thứ hai, sẽ không cần mở khóa, có thể sử dụng giao dịch AI được rút tiền mặt về ví để đổi lấy bất kỳ loại tiền tệ nào. Ví dụ như bạn gửi 100 USDT cho AI tắc kê và trao đổi, đồng thời tính số tiền trao đổi tích lũy hàng tháng là 1.200 SRC. Và tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 thì bạn sẽ mở khóa được 7.200 SRC trong tháng 6 tháng. Nếu như SRC được niêm yết trên sàn giao dịch ở mức 0.1 đô thì giá trị thị trường của đợt iZOP thứ hai bạn đã nhận được là 720 USDT, 720 đô la. Đó, đây là cái cách để mà giao dịch định lượng cũng như là cách tính để chúng ta mở khóa cái đồng SRC. Như vậy thì là chúng ta sẽ không hoàn toàn là ra mở khóa miễn phí các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhận được cái đồng SRC, và muốn mở khóa cái đồng SRC thì chúng ta phải gửi tiền vào và chúng ta giao dịch định lượng. Giao dịch định lượng ở đây thì các bạn sẽ được mở khóa cái đồng SRC. Đồng thời các bạn sẽ nhận được cái lãi suất 0,7% ở đây. Các bạn sẽ nhận được cái lãi suất là 0,6% các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ có hai cái lợi về cái việc mà các bạn giao dịch định lượng. Thì cái thông tin đó thì mình cũng đã chia sẻ để cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn về cách chơi của cái dự án này và cách tham gia. Đó, thì các bạn còn cái vấn đề mà có giao dịch định lượng hay không thì cái này là các bạn hãy hoàn toàn là các bạn cân nhắc và quyết định ở các bạn, và có nên tham gia vào dự án hay không thì các bạn hoàn toàn và cân nhắc trước khi tham gia. Và mình thì không khuyến khích các bạn là lập tiền cũng như là giao dịch định lượng ở cái dự án này. Các bạn lưu ý cho mình, chúng ta cân nhắc các bạn nhé. Rồi, ok, thì bây giờ thì trước khi hướng dẫn cho các bạn là xác minh cái tài khoản thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đăng ký tài khoản, sau đó thì chúng ta tải app và các bạn tiến hành xác minh tài khoản. Thì cái link đăng ký này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video, thì các bạn click vào chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đăng ký tài khoản các bạn nhé. Rồi, thì đây là cái phần mà điền thông tin nhé, thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email này. Rồi tiếp theo bên dưới các bạn nhập mật khẩu. Sau khi các bạn nhập mật khẩu xong thì cái phần bên dưới này chính là cái phần mã mời của mình, 272553. Nếu như bạn ủng hộ mình thì các bạn có thể sử dụng cái mã mời của mình. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào phần đăng ký. Rồi sau khi chúng ta có tài khoản rồi thì các bạn tiến hành chúng ta đăng nhập nhé. Thì các bạn nhập cho mình là cái số mã code ở bên cạnh này. Rồi sau đó thì các bạn nhập vào, các bạn nhấn đăng nhập cho mình này. Ok, như vậy thì là đã đăng nhập tài khoản thành công rồi nhé. Sau khi các bạn đăng nhập tài khoản thành công thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái phần mà giao diện như thế này. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần, đó là cái phần gửi tiền, phần này là cái phần rút tiền này. Các bạn kích vào cái phần này là cái phần ví này. Đó, thì các bạn nhấn vào cái phần tài sản cho mình. Thì khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ thấy có cái 10 cái đồng USDT và 20.000 cái đồng SRC. Tổng với giá trị của cái ví của chúng ta là có 260 đô các bạn nhé. Điều quan trọng bây giờ chúng ta phải tiến hành là xác minh tài khoản. Các bạn kích vào cái bánh răng cưa ở bên trên này. Chúng ta sẽ tiến hành xác minh tài khoản này, giấy chứng nhận an toàn. Các bạn kích vào đây. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thứ nhất là các bạn điền họ và tên thật nhé. Ví dụ trên căn cước công dân là Nguyễn Văn Tuấn, các bạn ghi cho mình là Nguyễn Văn Tuấn cho mình, cả dấu cho mình nhé. Tiếp theo là loại chứng chỉ thì các bạn chọn cho mình, ví dụ như hộ chiếu, nhận dạng giấy phép lái xe. Ở đây thì các bạn chọn nhận dạng nhé. Nhận dạng chính là cái phần mà ID ấy, là cái phần căn cước công dân. Tiếp theo là số căn cước công dân, và bước cuối cùng là các bạn là upload cho mình cái giấy tờ tùy thân, tức là cái này chỉ upload mặt trước của căn cước công dân thôi các bạn nhé. Và tiếp theo thì cái mật khẩu này là cái mật khẩu đăng nhập vào app. Đó, thì các bạn nhập, sau đó các bạn nhấn nộp cho mình, rất là đơn giản các bạn nhé. Sau khi các bạn gửi thông tin thì nó sẽ ở cái phần cái chế độ đó là pending, tức là sẽ là chờ duyệt nhé. Thì cái này thì chúng ta sẽ chờ duyệt, thì các bạn cứ kệ nó. Rồi ok, thì xong cái phần mà xác minh tài khoản rồi thì các bạn quay trở lại cho mình. Chúng ta sẽ tiến hành thiết lập một số các cái khác. Thứ nhất là về cái phần mà thiết lập ví kỹ thuật thì các bạn kích vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ phải liên kết với cái ví của cái đồng USDT, thì các bạn kích vào thêm. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm ví của cái đồng USDT của mạng TRC20, tức là của cái đồng chôn các bạn nhé, mạng chôn nhé.
Đó, thì ở đây thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ ví, thì địa chỉ ví của cái đồng USDT thì các bạn có thể lấy ở trên cái sàn, bất kỳ cái sàn nào hoặc là cái ví cá nhân của các bạn. Ví dụ các bạn có thể là lấy ở trên của cái đồng USDT ở trên cái ví trước wallet của bạn. Các bạn bấm vào đây này, các bạn bấm nhận nhé. Sau đó thì các bạn sao chép cho mình cái địa chỉ ví này và các bạn quay trở lại đây, các bạn dán nó vào. Tiếp theo thì cái phần mà nhận xét này, cái này thì không bắt buộc, và các bạn nhập cái mật khẩu thanh toán cho mình và sau đó thì các bạn nhấn nộp. Rồi ok, như vậy là mình đã thiết lập được cái địa chỉ ví thanh toán rồi nhé. Đó, mình đã thêm thành công rồi. Các bạn có thể là thêm ví khác nhé, ở đây nó cho chúng ta tạo thêm một cái ví khác. Đấy, các bạn cứ thoải mái các bạn thêm. Rồi ở đây thì các bạn quay trở lại mặt sau cho mình nhé. Mục tiếp theo đó là sửa đổi mật khẩu đăng nhập, sửa đổi mật khẩu thanh toán, thì các bạn cũng nên thiết lập cho mình cái mật khẩu thanh toán này cho mình này. Ở đây thì các bạn nhập mật khẩu cũ và các bạn nhắc lại cái mật khẩu mới cho mình. Các bạn lưu ý cho mình là cái mật khẩu cũ, nếu như các bạn chưa từng tạo cái mật khẩu này thì các bạn nhập cái mật khẩu đăng nhập nhé. Sau đó các bạn nhập cái mật khẩu thanh toán. Hai cái mật khẩu này nó sẽ khác nhau. Ok, như vậy là mình đã thay đổi cái mật khẩu thanh toán thành công rồi. Các bạn quay trở lại và lần sau thì các bạn rút tiền thì các bạn chỉ giờ được dùng cái mật khẩu đó thôi. Rồi ok, quay trở lại cái phần chính này. Thì cái phần mà gửi tiền này, đây là cái phần gửi tiền nhé. USDT này chỉ hỗ trợ mạng duy nhất là TRC20, và đây là cái địa chỉ của ví của bạn nhận cái đồng USDT. Các bạn muốn gửi tiền vào đây thì các bạn dùng cái địa chỉ này, và mỗi một tài khoản thì nó sẽ có một cái địa chỉ khác nhau nhé. Các bạn nhấn vào phần rút tiền thì ở đây chúng ta sẽ rút tiền này. Rút tiền thì nó sẽ rút về theo cái địa chỉ của chúng ta đã tạo lúc nãy ở trong cái phần tài khoản của chúng ta. Số lượng cái đồng USDT mà chúng ta muốn rút này, xác nhận mật khẩu thanh toán này. Và cái phần lưu ý này, rút tiền cần mua sản phẩm AI ít nhất là một lần. Đây là đòi hỏi chúng ta phải giao dịch AI một lần nhé, ít nhất là một lần này. Việc rút tiền được cơ quan Spider xem xét và mỗi giao dịch đều được cơ quan quản lý tài chính FCA quản lý để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Rút tối thiểu là 2 đô, cái min rút khá là thấp nhé, và phí rút là 1 đô. Ở đây thì thời gian rút tiền là 24 giờ trên 7, đến trong vòng 24 giờ và hoàn thành nhanh nhất là trong vòng 2 giờ các bạn nhé. Đó, trên đây là toàn bộ cái thông tin. Thì chúng ta rút về cái mạng ở chôn, cho nên cái phí của nó sẽ là cao 1 đô các bạn nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì nó có cái phần trader. Phần trader thì chúng ta sẽ không quan tâm lắm, thì nó cũng như là cái sàn giao dịch. Tiếp theo là cái phần tin tức này. Các bạn quay trở lại cái phần home. Phần home ở đây thì nó sẽ có cái mục để cho các bạn quan tâm. Mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cái phần mà giao dịch định lượng AI. Thì ở đây là cái gói thấp nhất của chúng ta là chúng ta có thể sử dụng mà nạp 10 đô vào cùng với cái 10 đô mà dự án hỗ trợ, thì chúng ta sẽ là giao dịch cái phần định lượng này với cái lãi suất là 0.6%. Cái lãi suất này nó cực kỳ là thấp nhé, nhưng mà nó cái độ an toàn nó cao các bạn. Lãi suất cao thì cái độ an toàn của nó, của dự án nó không được chắc chắn. Ở đây thì với cái lãi suất thì các bạn gửi vào thì bạn sẽ được lãi suất là 0.6% cái đồng USDT các bạn gửi vào. Thứ hai là các bạn sẽ được 3,5% mở khóa cái đồng SRC trong vòng, đây là các bạn gói trong 7 ngày, thì các bạn gửi từ 20 đô cho đến là xấp xỉ là 500 đô. Đó, thì đây là cái gói thấp nhất các bạn nhé. Và cái đòi hỏi chúng ta giao dịch thì chúng ta cần phải là xác minh tài khoản này. Đó, ở dưới này thì nó có hướng dẫn chi tiết cũng như là cái cách để mà các bạn công thức để chúng ta nhận lãi. Nếu như các bạn đủ cái min thì các bạn có thể nhấn vào Join AI thì chúng ta sẽ giao dịch định lượng ở trong cái phần này. Thì tuy nhiên ở đây thì mình sẽ không khuyến khích các bạn là nạp tiền và cũng như là giao dịch cái phần giao dịch định lượng này. Thì ở đây các bạn đăng ký thì các bạn sẽ là nhận miễn phí cái đồng SRC này, để sau này biết đâu thì dự án nó sẽ mở khóa cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được kiếm được một khoản nho nhỏ từ cái dự án này. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn về cái dự án Spider đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Cảm ơn.